Phim gì mà có ma cà rồng với cục thạch màu xanh lá hả? Phải phim này không? Khách sạn Huyền Bí là bộ phim hoạt hình ra mắt năm 2012 và đến nay đã có tổng cộng 4 phần. Bộ phim xoay quanh gia đình của bá tước Dracula với không khí vui tươi cũng như có những pha làm trò hài hước. Phim chủ yếu truyền tải thông điệp chính liên quan đến hai chữ gia đình. Phần 1 thì xoay quanh câu chuyện của cậu bé loài người Jonathan và cô con gái Mavis trong khách sạn Huyền Bí, nơi diễn ra cuộc gặp gỡ định mệnh cũng như những câu chuyện rắc rối. Phần 2 thì có sự xuất hiện của Dennis. Đây là kết quả tình yêu của Mavis và Jonathan. Phần này thì nhấn mạnh tình cảm gia đình chính là sức mạnh to lớn để các thành viên kết nối lại với nhau và cũng như cho thấy tình yêu giữa ma cà rồng và loài người. Đến phần 3 thì không gian phim được mở rộng khi cả gia đình cùng nhau làm một chuyến du lịch. Xuyên suốt 3 phần thì phim vẫn giữ vững thông điệp ý nghĩa về hai từ tình thân, nhưng lần này không chỉ là tình thân giữa con người cùng máu mủ mà còn cả về tình yêu, cũng có khả năng kết nối hai giống loài khác biệt, hai dòng họ thù địch về chung một nhà. Sau chuyến du lịch đầy rắc rối ở phần 3 thì phần 4 lại tiếp tục có những rắc rối khi Johnny vô tình khiến các thiết bị hỏng, dẫn đến việc vô số quái vật bị biến đổi thành người, trong đó có Dracula. Và liệu tất cả có trở lại hình dáng như lúc ban đầu hay không? Muốn biết thì mấy bà nhớ theo dõi hết 4 phần phim nha. Còn bây giờ thì bye bye.